Trước thông tin mang chó hoang làm thức ăn cho sư tử ở Thảo Cầm Viên gây bức xúc trong dư luận, ngày 29 tháng 9, đại diện chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng khẳng định đây là tin hoàn toàn bịa đặt. Bốn con chó thả rông bị đội săn bắt chó thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đang được nuôi nhốt tại chuồng. Cụ thể, chi cục này không có văn bản nào liên quan đến đề xuất trên. Tất cả lượng chó thả rông bắt giữ được vẫn được xử lý theo đúng quy định, tức là tạm nuôi nhốt trong 72 giờ cho chủ nuôi đến nhận. Sau đó sẽ được đưa đi tiêu hủy hoặc là dùng cho mục đích nghiên cứu khi có các viện hoặc trường đại học có văn bản xin. Theo đó thì số lượng chó thả rông bị bắt đang nuôi nhốt là không lớn. Hiện tại chỉ có 4 con chó vẫn đang được nuôi nhốt tại trạm phòng chống dịch và kiểm dịch động vật. Trong khi đó thì ông Phạm Văn Tân, giám đốc Thảo Cầm Viên cho biết, không thể dùng động vật sống như chó làm mồi cho sư tử. Hổ được nuôi dưỡng tại đây vì rất phản cảm, không chấp nhận được. Cũng chưa từng có văn bản đề xuất sử dụng chó hay động vật khác làm mồi cho thú nuôi ở Thảo Cầm Viên. Cũng theo ông Tân thì thức ăn cho các loài động vật ở Thảo Cầm Viên vẫn là những loại thịt đã được chế biến.